Xin chào các em đã đến với chuỗi các video mẹo 5 cộng ôn thi Trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh năm 2023. Câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ đến với câu hỏi phát âm phụ âm TH. Với phụ âm này thì mình sẽ có hai cách phát âm, đó là giờ hữu thanh và vô thanh. Nghe hữu thanh và vô thanh nghe cũng khá là phức tạp đối với các bạn mất gốc đúng không ạ? Âm hữu thanh là mình sẽ đọc to rõ ràng, còn âm vô thanh thì thường mình sẽ chỉ nghe thấy âm gió thôi. Hả? Chúng ta nghe lại một lần nhé. Giờ, giờ. Với câu hỏi này thì chúng ta sẽ không có mẹo làm nhiều, chủ yếu là các bạn sẽ luyện tập nhiều và tích lũy từ vựng thôi các em nhé. Với câu hỏi phụ âm này thì các em tập trung cho cô vào các từ vựng có một âm tiết. Trong quá trình các em học, các em hãy lưu ý cho cô, tích lũy cho cô các cái từ có một âm tiết đó, và có chữ TH ở đầu các em nhé. Đây, câu 1, câu đầu tiên. Câu này là câu xuất hiện trong đề thi tham khảo của bộ mới ra đầu tháng 3 các em. Và chúng ta cùng làm nhé các em nhé. Cô sẽ đọc giúp các em và các em hãy nghe và chọn đáp án đúng nhé. Cô có thank, thank, thick, that, thing. Các bạn chọn đáp án nào ạ? Chúng ta nghe lại một lần nữa. Thank, thick, that, thing. Và đáp án sẽ là C. Đó. Các em lưu ý chúng ta sẽ tích lũy những từ có một âm tiết và chữ TH đứng ở đầu trong quá trình học. Thấy những từ nào dạng như thế này thì chúng ta sẽ có thể tra lại luôn giúp cô để tránh bị sai sót các em nhé. Phần này như cô đã đề cập từ trước, các em sẽ không có mẹo nhiều, chủ yếu là các em sẽ làm và tích lũy thôi. Và chúng ta có 3 câu hỏi thực hành. Cô sẽ đọc và các em chọn đáp án. Sau đó comment vào phần bình luận các em nhé. Number 1. The. There. Think. They. Number 2. Them. Thin. Though. Those. Number 3. Thank, there, that, thought. Các bạn lưu ý đáp án C của câu 2 và đáp án D của câu 3. Chúng ta chỉ khác nhau có một chữ cái thôi ạ. Chúng ta chỉ khác nhau có một chữ cái thôi, nhưng mà cách đọc khác nhau đó ạ. Though, thought.